Thác Eatun là cái tên rất mới ngay cả với những người yêu loại hình du lịch trải nghiệm. Thác Eatun còn được gọi là thác ba tầng, nằm sâu trong rừng phòng hộ ở xã Eatun, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Nếu thác 50 được ví như nàng thơ của đại ngàn Tây Nguyên, thì Eatun chính là trái tim của rừng già. Thác nằm giữa rừng nguyên sinh với khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ. Và để chinh phục được trái tim này, du khách sẽ phải trekking cả đi và về là 30 km đường rừng. Đường đến thác xuyên qua rừng khộp kiểu rừng khô đặc trưng của Tây Nguyên. Vào mùa này, du khách sẽ băng qua cánh rừng khộp đang mùa thay lá với sự chuyển sắc kỳ ảo từ vàng sang đỏ, cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của thiên nhiên, thời tiết và tận hưởng sự yên tĩnh của rừng. Và cuối cùng là trải nghiệm cảm giác trèo sắp bơi trên hồ thiên nhiên vô cực trên đỉnh thác, ngắm nhìn rừng núi, thiên nhiên và tận hưởng cảm giác chỉ có đại ngàn mới mang lại cho con người. Dọc theo con suối hạ nguồn của dòng thác là những gành đá mấp mô uốn lượn theo địa hình vắt vẻo, ở nhiều chỗ khoảng bằng rộng nước ngưng động tạo thành những hồ nước dưới ánh nắng phản chiếu như mặt gương, không khác nào những lòng hồ vô cực. Tầng thác chính Eatun cao khoảng 30 m, bên dưới là một chuỗi thác nhỏ trải dài theo dòng chảy của nước. Trong cái dữ dội có cái dịu êm, trong sự ồn ào lại chứa đựng sự lặng lẽ, Eatun cứ thế vươn mình về phía trước, bay thẳng xuống như dải ngân hà tuột khỏi mây. E ấp dưới tán rừng khộp đang mùa thay lá, một vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên, từng cột nước trắng xóa đổ dài ầm ầm dội vào gành đá, từng khoảng nước ngưng động tạo thành những hồ bơi vô cực thu gọn cả cánh rừng trong tầm mắt. Còn chần chừ gì nữa mà không lên đường khám phá trái tim của rừng già Gia Lai. Tuy nhiên, du khách cần chú ý không nên tự mình khám phá cung trekking này mà nên thông qua các đơn vị dẫn tour hoặc người dẫn đường là dân địa phương, bởi địa hình vào thác Eatun rất dễ bị lạc.